Thưa quý vị, một trong những mối lo lớn nhất của nhiều tân sinh viên khi đến các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố nhập học là việc tìm nhà trọ. Thấu hiểu nỗi niềm này, một số trường đại học đã có những giải pháp thiết thực. Năm học này, các tân sinh viên khi nhập học vào trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng gặp nhiều thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm phòng trọ thông qua ứng dụng BK Smart, bản đồ thông tin hỗ trợ tìm kiếm phòng trọ dành riêng cho sinh viên Bách khoa. Với thông tin của các khu nhà trọ được cập nhật chính xác thường xuyên, các tân sinh viên dễ dàng lựa chọn chỗ trọ phù hợp với nhu cầu của bản thân. Cách làm của các anh chị này rất là hữu ích cho các bạn mà ở xa đến, hay là những bạn ở quê mới lên, khi mà những trường hợp mà đi cùng bố mẹ nhưng mà rất vất vả để kiếm được những trọ vì không biết là trọ ở nơi nào, hoặc là nhiều khi là sợ vì ở mới dưới quê lên là sợ những hiện tượng là lừa đảo, như là khi mà mình cạp xong thì mình không thấy chủ trọ đâu nữa. Tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đại học Đà Nẵng, hơn 300 tân sinh viên được sắp xếp chỗ ở trong ký túc xá. Với hơn 1.100 tân sinh viên, trong đó đa phần là sinh viên ngoại tỉnh, nhà trường đã tổ chức khảo sát hệ thống nhà trọ xung quanh khu vực trường với giá thuê phải chăng để giới thiệu thông qua hệ thống Zalo. Nhà trường thì cũng có nhắn tin trên nhóm để giúp đỡ bọn em nhiều. Nhà trường kêu tới nhập học rồi xong đăng ký ký túc xá. Cái nhu cầu chỗ trọ của các em rất là lớn, thì chúng tôi cũng đã phối hợp với lại Ủy ban Nhân dân phường Thanh Bình để tìm kiếm các chỗ trọ phù hợp với lại chỗ sinh viên. Chúng tôi đều phải quay các cái video để kiểm tra cơ sở vật chất có đảm bảo hay không, để giới thiệu tốt nhất cái chỗ ở phù hợp với lại sinh viên. Trong những ngày đầu nhập học, bên cạnh việc tổ chức các buổi chia sẻ về chương trình đào tạo, phương pháp học tốt, bí quyết nâng cao các kỹ năng hữu ích như nghiên cứu, trích dẫn tài liệu, phản biện để giúp sinh viên bước đầu làm quen với môi trường đại học, tất cả các trường đều có khu hỗ trợ để phụ huynh sinh viên tìm nhà trọ. Những cái trường hợp đặc biệt liên quan tới hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách thì chúng tôi sẽ ưu tiên bố trí ở ký túc xá. Còn những cái trường hợp còn lại đó là chúng tôi sẽ liên hệ với các gia đình ở xung quanh của trường Đại học Kinh tế, và chúng tôi sẽ giới thiệu cho các sinh viên để tìm cái chỗ ở một cách hợp lý và an toàn. Bước sang môi trường học tập và sinh sống mới, các tân sinh viên chắc chắn ít nhiều sẽ có nhiều bỡ ngỡ. Vì vậy, những mô hình hỗ trợ chủ động từ phía các nhà trường trong việc tìm kiếm nhà trọ không chỉ giúp các phụ huynh phần nào an tâm, mà còn giúp các tân sinh viên tránh những cạm bẫy trong quá trình học tập sau này.